Rồi, rồi, rồi. Thông báo. Bà con của bác cẩn thận. Có đám bệnh nhân tâm thần mới trốn chạy. Bà con của bác cẩn thận, coi chừng nó làm cho cười chịu luôn đó nha. Số gì ra, tụi em mà mới trốn cài ra. Số gì ra, nhớ cái hồi em còn con gái, tóc dài em buông xõa hai vai, buồn thay. Giờ đây tóc đã hai lai, bên ngắn bên dài rối trên mà thưa thớt, giống y như con khùng. Bao nhiêu tháng ngày xinh tươi chói lòa, ai ngờ giờ này hai phai còn 32. Số gì ra. Như thời mình còn tuổi đầu học trò, học thi khuya sớm, lòng mong không rớt môn thi, hướng đi tương lai rạng rỡ. Mùa đêm tràn lan đã đè nặng gánh chúng ta, kẻ tài thì thua, kẻ khờ thì lên. Ôi quá trời rồi ngài phanh phui, người người đều hay thì em xấu hổ. Trường chuyên xuất sắc quy chương, bây giờ mùa đêm tê lương. Còn đâu tương lai, người ngu cứ mãi ngu hoài, người tài dương lấy ưu phiền. Còn gì cuộc sống dân mình là con 19, đời ra con mấy, số gì ra. Trên người em toàn dã hờn đời bơm môi xén cằm, buồn nấn mi bắm mày tiêm phiêu nơ sòng nhẹ nhàng dùng bô tóc. Em mong ước cho mình thêm mỹ miều như cái bê bàn bông. Ô là la, ai ngờ chưa vừa ý thì đành ôm đau khóc thầm, vì chợt nhận ra sai lầm. Ôi tan hoang khi phụ tùng giờ xuống cấp, bao di chứng mang vào em ngậm ngùi đi bán sầu riêng. Là con một nguyên, trời ra con mây, số gì ra. Đang trên phố tung tăng, em nhìn thấy đèn vàng, tay nhân tay em dừng đèn tuân thủ theo lời, không tăng ga phong ấu rồi. Sao nào ngờ đâu kẹn xe tay bèn giang từ sau từng hồi dữ. Ôi ơi xe không kịp dừng, xe hốt nguyên hàng như bô liên pha đao ngang ngang thất kinh tâm hồn. Là con 14 cỡ ra con mây, còn số gì đây ra. Tây thì mong nhớ về anh đẹp trai Ngô Phụ Sai, có râu body sáu múi ôi thật quay. Ngờ đâu trái ngang ngôn tình, thôi một mình lặng thinh. Phụ Sai chẳng yêu thì mà yêu chàng phàm đại phu, nàng Tây thì từ hôm nay khổ sầu ai hay. Là con 27, Số gì ra. Xưa nay hãy nói tôi nghe điều lọt lỗ tai, chỉ riêng ở nhà còn mắt giờ tôi đứng hông à. Giờ người ta sắc hương điểm 10, còn giờ tôi thiết ghê à. Thân hình theo nay à ha, miếng thì hay la, là con 13. Thở ra con mây, còn số gì ra ông biết ai ta. Rồi mai em bước đi theo chồng, anh có buồn có nhớ nhung gì em, hay anh sẽ quên em. Ngày về tân hôn em còn chưa hết cơn đau lòng, thì anh bước đến dắt tay theo một chàng sao muối. Anh nói rằng đây bồ anh, em yên tâm mà sống bên chồng. Cái nắng nào hơn trời ơi, trai ngang thai nghịch cảnh ai bài. Là con số bán
tờ ra con mây. Còn số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra. Gió đưa sương, gió đưa hương bay khắp trời. Đà Lạt ơi, đồi thông ơi, khung cảnh nên thơ. Sao mỗi đêm về, sáng sớm ra nhìn, kinh hồn lạc phất. Rạc chất cao thành đông, ta tới đường phố. Ôi khắp đường rác còn bay bay, là con 22. Cờ ra con mây, còn số gì ra la la la. Em thích đi đây đó, du lịch khắp gần xa, ghé thăm Đài Loan chuyến này, giải khuây tìm vui qua ngày. Sang đất Đài hôm nay, nhận phòng rồi ngủ say. Nhưng có hay sang sớm, trời ló dạng đằng đông. Bước chân mình ra khỏi phòng, lẻ loi mình em giữa đàn. 153, sau đâu hết rồi ta là con 03. Trời ra con mây, còn mấy cờ ra, mấy cờ ra đâu hết rồi ta. Ôi là la, sợ quá à. Thường bây giờ cuộc đời, ôi sao lắm bao nực cười. Ai cũng lo chạy theo đá cấp, gặp ai cũng lo rau hàng bán mua tào lao. Dù cho là họ hàng, anh em hay những ai xa gần, giao bán không chừa ai bất chấp. Rồi khi nợ dây muôn trùng không ai nào thương. Xấu hổ làm sao gặp ai bây giờ, lẻ loi mình ba là con 43, 40 con ba. Rồi cờ ra con mấy, tụi biết gì đâu, móc cờ ra, móc cờ ra. Thiệt là vui thay, xuân tới nơi tràn đầy mơ ước. Ước sang năm tiền vô phát tài, đừng tăng cân để mau có. Hey! Trước buổi xuân sang, bao nhiêu người thiếu tiền từ lâu. Hãy mau trả tiền từng hoài dây thông. Mùng một sang năm tôi đến đòi à nhen. Đừng đùa dây chế, chế phải đâu người làm công quá. Thiếu bao nhiêu làm ơn trả liền. Đừng đừng nhảy đê không mất tình là con số 9. Cờ ra con mây, con số gì ra trả liền đi. Lan hơi lan sao lìa xa tình yêu. Điệp sầu đau đứng trong trước cổng chùa. Rồi từng hồi chuông cứ vang liên hồi, mọi người hùa vô xúm lan quay quần. Thì ra lan đứng đây để mài đầm là con 15. Con 15 số gì ra, số gì ra. Ai đã quên ta mà ta vẫn nhớ, vẫn nhớ trong tim. Người quên ta nhớ, ta nhớ người quên. Người quên ta nhớ, nhớ nhớ quên 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 nhớ 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 mãi. Đây ba mấy mà quá. Con 37 đẩy 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 số gì ra, số gì ra. Ha ha ha. Ngày ra đi thế không thay đổi. Non nước lâm nguy, anh cầm súng ra trường xa. Em đứng trông theo mà nước mắt như anh tuôn tràn. Giờ anh quay trở về quê xưa, em có vui không em? Anh bây giờ đã đi làm vợ người ta là con 23. 20 con ba lộ rồi nha, lộ quá nha mấy má ơi. Khi từ nhỏ lên năm đi học viết ê à a a ơ, đọc quen mới viết nay bóng nghiêng trên trời chợt loại ra. Ông giáo sư nơi nào muốn đổi thay, chứ việc đó giờ xưa nay. Muốn đổi thay không dễ à nhen.
giác tam giác tròn vuông tam giác quá ư tào lao viết không rõ ràng phát âm thế nào rồi ca hát làm sao số lô tô cũng khó mà kêu theo thôi bớt đi ông giúp cho đời mai sao là con người sao tròn vuông tam giác tròn vuông giác tròn vuông số gì đây số gì đó điêu thuyền thì sắc hương mặn mà tròn trăng đôi tám mắt to má hồng mồi son ngờ đâu đời để đưa nhang hồng thân gái hai chồng ôi đau buồn não hơn thật may lữ bố đẹp trai việc cha nuôi mình rước nàng về dinh là con 19 cờ ra con mây con số gì đa số gì đa số gì đa thời gian trôi mãi đưa đời ta theo bóng mây một chút quy quyền làm chi để khi sắp xa cuộc đời chỉ còn trắng tay trẻ ơi sao hờn măng non đang hồi sinh sôi mong khi trẻ tàn hơi đi măng non tiếp đường thế thay cho rừng tre vẫn hoài tươi xanh người cũng thế khác chi đâu nỡ đâu sao dập dùi nhiều lớp trẻ tuổi thanh xuân góp vui thêm cho đời thế sao không chấp nhận còn chê khen trách thay người hẹp hòi ích kỷ làm sao ai nể kiêng thời thế nhôm đôi thai nên biết cầu an tâm hòa đừng nghĩ thế mà ăn hiếp bao nhiêu cung tân đâu biết được mai sau ai sẽ lên tầm cao là con 56 cờ ra còn mây còn số gì đây số gì đây số gì đây ôi trên đời sao nực cười lâm thai lúc xinh tươi không có ai đối hoài chờ khi phai tàn biết bao lời chê trách mập ốm trăng đen tiếng khen chê tạo nghiệp xin bớt lời vô tâm nghiệp tủ dành môi thâm là con 35 cờ ra con mây con số gì ra số gì ra số gì ra phố đêm sang rực đèn màu khắp nơi sắp xinh nhạc sang kéo nhau ta xuống đường quấy cho bánh phố phường vui hết đêm nay sáng mai ta về ngày xưa anh thề anh hứa rằng sẽ nuôi em và con rồi ngày em sanh bóng anh khuất dần lời thề xưa chẳng còn người người vô tâm khác xưa mất rồi còn gì đâu nghĩa tình là con 59 rồi trời ra con mây con số gì đây con gì tiếp theo chắc là con heo quéo quèo quèo ai chẳng mơ giàu sang sống trong gấm nhung huy hoàng nhưng giấc mơ muôn đời vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi có câu bởi do cuộc đời thường vô tình giết chết mộng mơ muốn giàu lên phải cần cù siêng năng chứ không thể nào cà kê xỉu chủ bao lâu 6 5 4 3 2 1 bầu y đầm da chẳng lo làm ăn đến khi túi không một đồng nợ chất chồng khó mong thành công lời khuyên xa lánh cho nhanh nếu không có lòng yên thân chăm làm ông trời còn thương tiền vô túi ta một ngày không xa là con số 3 cờ ra con mấy con mấy cờ ra số gì đây số gì ra cao quá đá ơi ủa sao nãy giờ chưa ai kinh gì nè kỳ vậy để cho hai chị Lan Huệ lắc mạnh lên đi rồi xin mời lại đây chúng em trao quà cho chàng pháo tay chớ nên ngại ngùng mà chi đâu nào ai có kinh xem giùm em
xem giùm ai đã kinh là con 39. Ý ý ý, tôi kinh. Dạ, mừng quá đã có tiếng kinh, đã có người kinh rồi thưa quý vị. Đây 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 nè, tôi kinh nè, tôi kinh nè. Tôi kinh rồi. Hả? Anh bác sĩ? Bộ mấy cha mấy mẹ muốn làm loạn hay gì? Dạ không, đam mê. Trang điểm hả? Dạ. Ca sĩ à? Dạ. Đứa nào trang điểm vậy? Nói đi, chích cho nó một phát nè. Nói nè. Ê, không phải bác sĩ ơi, dạ xin thứ tha chút phần yếu mềm bèo trôi trên nước sông là con số không. Trời, lô tô làm gì con số không mày? Cái thằng này nó điên nặng rồi nè. Đè xuống mấy đứa, chích cho nó một phát nè. Con số gì ra, số gì ra, số gì ra? Đây, đây là cây lá cách nha mọi người. Đâu rồi? Quay phim đâu rồi? Cây lá cách nè. Đó, thường thường mà mình có một món ăn rất là truyền thống đặc biệt, rất là ngon là lông nách xào lá cách đó mọi người. Dạ, đi qua đây. Thôi, thôi, được. Không được đụng chạm tới những người lớn. Không được. Dạ, không được. Đố mọi người, đây là hoa gì? Đây là hoa lotus. Nè, mọi người nói em nè. Lotus. Đúng rồi, là hoa sen đó mọi người. Đó mọi người, đây là hoa gì? Sakura. Dạ, kính thưa quý vị, trong cái cuốn liên khúc sản phẩm liên khúc Lô Tô Tâm Thần của Út Móm thì đặc biệt là có mời một cô giáo. Cô giáo đó tên là Nam Trà. Là đây. Dạ, cô giáo có gì muốn nói với tụi em không cô? Cô quá buồn vì thái độ học tập của tụi em. Chứ không thấy cái lớp nào mà như cái lớp này. Lì lợm nói chuyện nhiều, không lo học gì cả. Quá chán rồi. Dạ. Dạ, cô không còn nói gì nữa cô hả? Dạ, thì bây giờ tới thầy hiệu trưởng đây. Diễn viên ca sĩ Dương Cường. Nói gì đi thầy. Dạ, nó chọc đuôi cho mọi người trong những lúc mà hậu trường. Trong cái liên khúc hồ quảng Lô Tô Tâm Thần này là có Út Móm của nhà đương nhiên rồi. Có diễn viên ca sĩ Dương Cường quán quân chương trình nghệ sĩ đa tài đúng không? Đó. Và nữ hoàng Lô Tô của đoàn Sài Gòn Tân Thời đó là Lỗ Lỗ. Và một người rất là quái nữa giới thiệu nè. Đó chính là anh Hữu Bình. Anh Hữu Bình. Và một cái cô ngọc tự nữ Lô Tô mà quậy nhất cái đoàn Hương Nam là cô Năm Trà. Và một nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Đạt nữa. Cả nhà hãy cùng hóng chờ xem cái MV Lô Tô Tâm Thần này của anh em nghệ sĩ chúng em thực hiện nha. Rất là khùng, rất là điên, rất là vui nữa. Bây giờ Trà với Đạt có hai cái phương thức để đứng nè. Một là cái phương thức đứng như vậy, hai đứa xoay lại vậy nè, cầm hai cái ly rượu nè. Giống như là đang diễn. Còn thứ hai là mình sẽ đứng như vậy. Mà đứng như vậy thì nó sẽ xấu. Giống như đứng như vậy để mình cầm ly rượu thì mình đứng như vậy thì bị xấu. Bây giờ mình chọn phương thức nào? Đầu lưng đi. Đầu lưng thử coi. Rồi hai đứa cầm hai ly rượu. Rồi bây giờ mình cho nghe nhạc để mình tập nha.